Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa. Bản tin hôm nay ngày 16 tháng 7 sẽ chuyển tới quý vị những thông tin chính trị, thời sự, đời sống xã hội được chúng tôi cập nhật trong ngày. Đáng chú ý là thông tin về Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Hơn 45.600 đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thanh Hóa tung nhiều sản phẩm đặc sắc kích cầu du lịch cuối năm. Những sai lầm cần tránh khiến thí sinh trúng tuyển đại học sớm bị trượt oan. Cuối bản tin xin được gửi tới quý vị thông tin về việc gần 32 triệu lượt người bị cơ quan thuế gửi thông báo đòi nợ thuế. Cùng với đó là người dùng có thể gửi yêu cầu xóa video giả mạo bằng AI trên YouTube. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng ngày 16 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị của Thường trực Chính phủ trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ trụ sở chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mặc dù năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công có tiến bộ hơn, nhưng so với yêu cầu, số vốn được giao vẫn còn thấp, nhất là 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 29,39%, trong đó có 60 trên 107 bộ, cơ quan địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước. Trong đó, 32 trên 44 bộ, cơ quan trung ương và 28 trên 63 địa phương, tỷ lệ giải ngân vốn ODA cũng còn chậm, mãi không khắc phục được. Trong 6 tháng đầu năm 2024, nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã chủ động thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp hướng dẫn xử lý, tháo gỡ vướng mắc khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả có 11 trên 44 bộ, cơ quan trung ương và 35 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình của cả nước. Thanh Hóa nằm trong top một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước với 6.355,944 tỷ đồng, đạt 56,83%. Tại cuộc họp, đại diện các địa phương, các bộ ngành đã phát biểu, phân tích làm rõ một số nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ghi nhận biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực trong giải ngân vốn đầu tư công, đóng góp quan trọng vào phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phê bình các bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công. Yêu cầu cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, nhìn thẳng sự thật, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Ngày 16 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ủy có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu tỉnh ủy kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các sở ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy, trực thuộc và điểm cầu các xã phường, thị trấn, các thôn, bản, khu phố trong toàn tỉnh với gần 800 điểm cầu và hơn 45.600 đại biểu tham dự. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa nhanh chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và thống nhất cao trong việc thực hiện các kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy của các đại biểu, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị, từng đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, thực hiện và lãnh đạo, tổ chức thực hiện thật tốt các nội dung, công việc được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp truyền đạt các nội dung cốt lõi của các kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các đại biểu. Thưa quý vị, bước sang những tháng cuối năm khi những kỳ nghỉ lễ dài ngày đã khép lại. Tuy nhiên, các chương trình kích cầu du lịch của tỉnh Thanh Hóa sẽ có sự điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, hấp dẫn và tăng thêm giá trị trải nghiệm cho du khách khi đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các hoạt động kích cầu, quảng bá, xúc tiến sẽ được tập trung theo chủ đề và gắn với thông điệp du lịch Thanh Hóa hương sắc bốn mùa. Từ tháng 6 đến tháng 9 sẽ tập trung tổ chức các hoạt động kích cầu với chủ đề Sứ Thanh Biển Gọi. Tháng 10 đến tháng 12 tại các huyện miền núi sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề hương sắc vùng cao Sứ Thanh.
Từ tháng 6 đến tháng 12 tại thành phố Thanh Hóa sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc gắn với chủ đề Thành phố Thanh Hóa rực rỡ sắc màu. Trong đó, chương trình trải nghiệm tour mạo hiểm và công bố tour du lịch mạo hiểm Checking Tour là một sản phẩm hoàn toàn mới, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm 2024, tạo sự khác biệt hấp dẫn và trải nghiệm văn hóa bản địa khu vực miền Tây xứ Thanh. Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn khác như giải vô địch trẻ ủ xu quốc gia, Liên hoan tinh hoa võ thuật tỉnh Thanh Hóa lần thứ 3 năm 2024, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Mã, lễ hội Lam Kinh, lễ hội Flamingo Halloween Festival, chương trình âm nhạc mùa thu Ibiza, giải marathon băng rừng Việt Nam năm 2024. Hiện nay, hơn 100 trường đại học trong cả nước đã công bố điểm đủ điều kiện trúng tuyển sớm. Nhưng thực tế, đây chỉ là điểm trúng tuyển có điều kiện. Một bộ phận không nhỏ thí sinh vẫn nhầm lẫn điểm trúng tuyển, dẫn đến các sai lầm, dẫn đến sớm bị trượt đoạn. Mặc dù đã công bố điểm đủ điều kiện trúng tuyển sớm nhưng thí sinh còn thiếu điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông và chưa đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do vậy, thí sinh bắt buộc phải chờ kết quả đạt tốt nghiệp trung học phổ thông và phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển đợt 1 trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2024. Một lưu ý đặc biệt nữa với thí sinh trúng tuyển sớm là đối với nguyện vọng thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm, theo thông báo của các trường, thí sinh không bắt buộc phải đặt nguyện vọng đó là nguyện vọng 1. Trường hợp nếu thí sinh đặt trúng tuyển sớm là nguyện vọng 1 trên hệ thống thì chắc chắn trúng tuyển. Đồng thời các em phải đảm bảo được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Trước đó từ ngày 6 tháng 7 đến 17 giờ ngày 10 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh để thí sinh vào đăng ký xét tuyển thử. Sau ngày 10 tháng 7, hệ thống sẽ đóng lại, dữ liệu thí sinh đăng ký thử bị xóa hoàn toàn. Để từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 7, thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển và lúc này hệ thống mới ghi nhận. Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ thí sinh nhầm lẫn khi đăng ký trên hệ thống này, cùng với việc trúng tuyển xét tuyển sớm sẽ hoàn tất đăng ký nguyện vọng năm nay. Theo các chuyên gia, đây là sai lầm lớn, khiến các em phải trượt oan trong đợt xét tuyển đầu tiên. Lúc này thí sinh chỉ còn cách đợi đợt xét tuyển bổ sung, nhưng không phải ngành nào, trường nào cũng xét bổ sung. Theo Tổng cục Thuế, 6 tháng đầu năm 2024, cơ quan thuế ban hành gần 32 triệu lượt thông báo nợ thuế, tiền phạt và chậm nộp tới người nộp thuế. Cùng với việc ban hành kịp thời thông báo tiền thuế nợ phục vụ công tác thu hồi nợ thuế, ngành thuế cũng đã kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đối với những trường hợp chây ì nợ thuế, có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bỏ trốn. Theo đó, cơ quan thuế đã ban hành 174.492 quyết định cưỡng chế, trong đó có 151.604 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, 21.019 quyết định cưỡng chế hóa đơn, 251 quyết định cưỡng chế kê biên tài sản, thu tiền tài sản bên thứ ba nắm giữ, 1.542 quyết định cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ngành thuế cũng đã công khai thông tin người nộp thuế dây dưa, chây ì nợ thuế trên báo, đài, website của cơ quan thuế các cấp. Bên cạnh đó, cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân vi phạm. Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đặc biệt là các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. YouTube đã cập nhật chính sách mới cho phép người dùng gửi yêu cầu xóa video khi phát hiện nội dung do AI tạo ra mô phỏng khuôn mặt hoặc giọng nói của bản thân. Theo YouTube, chính sách mới này là một phần trong quy trình bảo vệ quyền riêng tư được cập nhật cho phép trao nhiều quyền hơn cho người dùng để chống lại nạn giả mạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Người dùng khi phát hiện nội dung giả mạo bản thân bằng công nghệ AI có thể khiếu nại trực tiếp hoặc khiếu nại thay thế cho người khác nếu người đó là trẻ vị thành niên, người đã mất hoặc không có khả năng truy cập vào máy tính. Tuy nhiên, YouTube sẽ vẫn là bên đưa ra quyết định cuối cùng về việc một video bị coi là giả mạo hay không để đi đến kết luận xóa video đó. Người tải video lên sẽ có 48 giờ để giải quyết khiếu nại trước khi video bị xóa khỏi YouTube. Quyết định của YouTube về việc xóa video hay không có thể dựa trên các yếu tố như nội dung tạo bằng AI hay được tổng hợp từ các video có sẵn, nội dung có mang ý nghĩa châm biếm, nhại lại, có giá trị với công chúng hay không. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ của Báo Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.